Chào bạn, mình là Nguyễn Công Trình và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về máy điện não. Thì như chúng ta biết, máy điện não là để ghi lại các cái tín hiệu điện não, tín hiệu não của chúng ta. Đấy. Thì mặt khác thì nó cũng có nhiều cái bộ lọc EEG filter để lọc các dao động xuất hiện xuất phát từ tim, từ cơ và các môi trường từ từ bên ngoài. Bộ lọc thì nó chỉ cho phép những cái hoạt động điện có tần số trong một cái khoảng giới hạn định sẵn và nó được ghi nhận vào vào máy điện não. Những hoạt động điện nào có tần số cao hơn hoặc thấp hơn cái khoảng giới hạn đó sẽ bị lọc ra. Đấy. Thì như thế chúng ta có thể sang phần thứ nhất, đó là máy điện não thì nó dùng tần số nào. Thì như chúng ta nhìn thấy trong hình thì nó dùng tần số là 0,5 0,5 Hz, ở dưới 0,5 Hz và trên trên 70 Hz. Đấy. Như vậy thì những cái dao động mà có tần số cao hơn 70 Hz thì nó sẽ ghi thành những cái đường thẳng. Còn có những cái tài liệu nó ở mức lọc dưới, tức là low filter chỗ này tờ t thì nó bằng là 0,16 Hz. Đấy. Hay là thậm chí thấp hơn nữa. Chúng ta cũng hiểu được là cái dòng điện nó xuất phát từ não, đương nhiên là nó không đủ mạnh để nó dịch chuyển chuyển cái kim điện não đồ đâu, nên có một cái bộ khuếch đại. Đấy. Mặt khác thì nó cũng có cái bộ lọc gọi là ED filter đấy, để lọc những cái tác động xuất phát từ tim, từ cơ hoặc là từ các môi trường bên ngoài. Đấy. Mình nhắc lại như thế. Ở cái mức khuếch đại là 10 mũ 6. Còn trong khi ở điện tim ấy, nó là 10 mũ 3. Đấy. Trên bảng ghi điện tâm đồ EEG có chiều cao là 1 mm sẽ tương ứng với là 10 micro volt. Đây. 1 mm trong bảng ghi EEG sẽ là 10 micro volt. Đấy. Ta thấy ở các vùng trán thì thường có biên độ thấp khoảng từ 20 đến 30 microvolt, và những cái vùng chẩm thì có biên độ cao hơn khoảng từ 30 đến 60 microvolt. Trên điện não đồ thì khi mà có những cái đường biểu diễn đi lên ta gọi là dương, và những đường biểu diễn đi xuống ta gọi là âm. Đấy. Ta nói về các điện cực của nó thì các điện cực dùng trong điện não đồ. Các điện cực dùng trong điện não đồ thì nó là một cái đĩa kim loại. Đấy. Da đầu được đặt ở ở điện cực và được bôi bôi kem chống điện. Da đầu nó bôi kem chống điện. Và trước đó người ta có thể tẩy sạch da đầu bằng cái chất bột tẩy da. Đấy. Nếu mà da đầu làm sạch tốt thì có những có thể chúng ta không cần dùng kem dẫn điện trên cái điện cực ghi đâu. Đấy. Lúc đó mà dùng cái miếng xốp tẩm dung dịch muối, hay người ta gọi là mũ cao su có gắn điện cực, rồi trùm lên đầu bệnh nhân là xong. Chúng ta chuyển sang một cái phần, đó là gọi là các loại nhiễu của EEG của máy điện tâm đồ, của máy điện não. Thì nhiễu là một cái sóng hoặc là những cái nhóm sóng do lỗi kỹ thuật hoặc là do lỗi khác gây ra, mà không phải là do là cái tín hiệu não gây ra đâu. Nhiễu là cái rối loạn do những cái khiếm khuyết kỹ thuật gây ra. Đấy, thường là có tính tạm thời, bao gồm là di động các điện cực làm cho nó mất tiếp xúc, hoặc là các hoạt động của cơ nó che khuất não đồ, do hoạt động của đầu, do sự trầy xước của da, do mồ hôi chẳng hạn. Đấy. Thì nếu ta sử dụng cái bộ khuếch đại lớn thì tất cả các biến loạn trên đều được phóng đại lên, bao gồm là các nhiễu của các mạch điện tâm đồ, của các điện cực và cử động của các cử động, hoặc là nhiễu 60 60 Hz chẳng hạn. Đấy. Nhiễu do mồ hôi, nhiễu do
do biểu hiện của dung dịch muối nằm ở giữa cái địch cực làm cho nó bị đoảng mạch. Như vậy chúng ta thấy nhiễu 60 Hz thì là do dung dịch muối nằm giữa các điện cực nó gây ra là đoảng đoảng mạch. Nhiễu đối với mà việc mà nhiễu do điện tâm đồ hoặc là do mạch thì cả hai loại nhiễu này đều có thể nhận biết được nhờ vào tính chu kỳ của chúng. Nhiễu điện tâm đồ cho thấy cái phức bộ QRS theo chu kỳ. Đấy. Nhiễu điện tâm đồ có thể gây ra cái hiệu điện thế lớn hơn rất nhiều so với cái nhiễu nhiễu điện não đồ. Cả hai loại nhiễu này đều có thể dễ dàng nhận biết được và nhưng mà nó gây khó khăn trong cái vấn đề mà chúng ta đọc điện điện não. Nhiễu do chuyển động các điện cực hoặc là các chuyển động khác thì nhiễu do chuyển động của bệnh nhân thì có biểu thị là đột ngột và trong hầu hết trường hợp là nó dốc ngược đột ngột. Sóng ED chuẩn so với sóng ED chuẩn thì nhiễu đó cái biên độ cao và kéo dài theo thời gian. Một loại nhiễu gọi là bóp đấy thì là do cái chuyển động điện cực rất là ngắn và người mới vào nghề thì dễ nhầm lẫn với nó là gai đấy. Tuy nhiên gai kiểu này thì nó chỉ thấy ở hai bên cạnh nhau thôi mà không thấy ở cái kênh kênh thứ ba như là những cái gai gai động động kinh đâu đấy. Nhắc lại, nhiễu do điện tâm đồ hoặc là do mạch, xin lỗi, nhiễu do cái bộ khuếch đại lớn thì tất cả các biến loạn trên đều được phóng đại lên lên và nó là cái loại nhiễu biểu hiện dung dịch muối nằm giữa các điện cực đấy. Có dung dịch muối nằm giữa các điện cực làm cho nó bị đoảng mạch. Đấy. Nhiễu do dụng cụ truyền truyền tĩnh mạch và nhiễu 60 Hz. Những nhiễu này thì thường thấy khi mà ghi điện não ở trong phòng đặc biệt hoặc là có sự giao thoa về về điện. Đối với nhiễu truyền tĩnh mạch thì nó có tính chất chu kỳ, biên độ thấp và nó dễ dàng nhận biết. Nhiễu 60 Hz thì thường thấy ở những cái nơi mà nó có điện cực tiếp xúc kém hoặc là nối đất không không tốt hoặc là có một cái thiết bị điện chuyên dụng đặt ở gần đó nó gây ra những cái gọi là cái gai gai đây. Đấy. Có tần số 60 chu kỳ trên trên một giây nó tạo ra cái vết mực in chạy trên giấy với cái tốc độ bình bình thường. Còn có những cái nhiễu khác nhau nữa. Nhiễu do nguồn. Nhiễu do nguồn thì chúng ta không dùng nguồn điện có tần số là 50 Hz. Nguồn F bằng 50 Hz. Đấy. Do là dây tiếp đất thì phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thì máy đồng thời nó không 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 nhiễu khi khi ghi. Do vậy là chúng ta cái vấn đề mà dây tiếp đất thì phải phải tốt. Dây tiếp đất phải tốt. Nhiễu do máy. Nhiễu do máy thì thường là cái chế độ bảo dưỡng nó không tốt. Đấy. Hoặc là nhiệt độ và độ ẩm quá là cao. Nhiệt độ. Độ ẩm cao. Đấy. Do là các chỉ số đặt sai ở trên trên máy. Như vậy chúng ta vừa học xong cái bài ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi buổi học tiếp theo.